Thưa quý vị, cuối tuần qua, tập đoàn Nguyễn Hoàng đã khởi công xây dựng cơ sở mới của trường quốc tế Bắc Mỹ SNA tại khu Him Lam Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Với triết lý giáo dục nhân bản toàn diện và tập trung phát triển cá nhân, việc xây dựng cơ sở mới với các tiêu chuẩn Hoa Kỳ sẽ giúp việc thực hiện những mục tiêu giáo dục trên thuận lợi hơn. Lễ khởi công cơ sở mới của trường quốc tế Bắc Mỹ SNA diễn ra tại đường số 20 khu dân cư Him Lam Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng sẽ là nơi đặt cơ ngơi mới của trường trong thời gian tới. Đến tham dự lễ khởi công có Phó giáo sư tiến sĩ Hà Hữu Phúc, vụ trưởng, giám đốc cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phía Nam, ông Stephen Rebe và bà Sudaras Tanatanawin, đại diện Hiệp hội các trường trung học, cao đẳng và đại học miền Tây Hoa Kỳ, WISC. Cho đến ngày nay thì cả nước tổng cộng khoảng gần 300 trường, gần 300 cơ sở giáo dục với mức đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đây là một con số rất có ý nghĩa đối với đất nước ta. Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá rất cao sự đóng góp cống hiến của tập đoàn Nguyễn Hoàng trong suốt thời gian vừa qua, và chúng tôi coi đây là một cái điển hình về sự năng động, sáng tạo và hiệu quả về đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cơ sở mới của SNA được xây dựng trên diện tích 10.000 m², diện tích sàn xây dựng là 17.000 m² với một tầng hầm, một tầng lửng và 4 lầu. Cơ sở vật chất của SNA đạt các tiêu chuẩn của giáo dục Hoa Kỳ, từ thiết kế, thi công cho đến trang bị nội thất, phòng chức năng đều được kiểm tra để đảm bảo đáp ứng tối đa theo tiêu chuẩn của WISC, tổ chức kiểm định nổi tiếng trên thế giới. Với triết lý nhân bản và phát triển toàn diện học sinh, SNA được thiết kế không chỉ phục vụ tốt nhất cho việc học tập kiến thức mà còn đáp ứng các nhu cầu về phát triển toàn diện học sinh từ thể thao, hồ bơi, phòng mỹ thuật, v.v. Học sinh tại SNA không chỉ được chuẩn bị kiến thức ngang tầm với học sinh Hoa Kỳ, mà tại SNA thầy cô giáo cùng các học trò cùng nhau kiến tạo nên những giây phút hạnh phúc. Cơ sở có 80 phòng học được thiết kế hiện đại và gần gũi, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập. Ngoài ra, theo tiêu chuẩn của WISC, trường còn có khu phòng thí nghiệm, hội trường nhạc kịch, phòng mỹ thuật, thư viện số, căng tin, hồ bơi, nhà thi đấu thể thao, sân golf, sân bóng chày, hội trường đa năng, phòng robot con để giảng dạy các môn học tích hợp STEM như khoa học, kỹ thuật và toán, nhằm tạo cho học sinh môi trường học tập thoải mái nhất. Phần nửa diện tích xây dựng được phủ xanh bởi thảm thực vật, cây xanh tạo không gian xanh mát và trong lành. Với triết lý giáo dục nhân bản, giáo dục toàn diện, phát triển cá nhân, việc xây dựng cơ sở mới với các tiêu chuẩn Hoa Kỳ sẽ giúp việc thực hiện mục tiêu giáo dục thuận lợi hơn. SNA thực hiện môi trường giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp toàn diện cả hai chương trình đào tạo của Việt Nam và Hoa Kỳ. Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng tú tài Việt Nam và Hoa Kỳ với đầy đủ năng lực thích ứng và phẩm chất để trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm xã hội, tự tin trước những thách thức phía trước. Chất lượng đào tạo của trường đã được WISC kiểm định và công nhận trên toàn thế giới. Dự kiến tháng 8 2017, cơ sở mới sẽ được đưa vào sử dụng. Khoảng 2.000 học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông sẽ được trải nghiệm môi trường học tập tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại Việt Nam.